Tên tôi là Tommy. Số điện thoại là 213 293 5272. Hôm nay Tommy sẽ mở cái chương trình này lên để quý vị biết rằng cái review trên online rất là quan trọng cho cái tiệm. Tại vì nó là một cái trước khi người ta vô tiệm bạn thì người ta vô cái online, người ta search thì tìm, nếu mà ta thấy những cái xấu trong cái tiệm bạn thì nó ảnh hưởng đến cái uy tín và danh dự của tiệm của bạn. Mà chúng ta không có thể nào mà manually mà check in, cho nên Tommy tạo ra cái program này để nó kiểm tra từng tháng, từng ngày và những cái bad review như thế nào, và nó giúp cho mình một cái score để mình tạo vô thêm cái tốt để cho cái score mình nó cao, cũng giống như là cái thẻ tín dụng của quý bạn. Cái score của bạn kém thì cái credit nó xấu thì nó gây ảnh hưởng đến cái tiệm và cái uy tín của tiệm, là không có ai khách nào mà bước vô tiệm. Thì bây giờ Tommy sẽ quý vị coi cái chương trình là Nail Depot Spa, cái địa chỉ này. Khi mà mình run cái review này thì quý bạn đã thấy trong cái Google nó nói cái tiệm này là liar, cheating, rồi nó nói toàn là nói xấu cái tiệm này. Tiệm này không có ngôi sao nào hết, tức là bad. Rồi đây nữa, nên như quý vị đã thấy, thật sự là quý người khách trên online, quý vị mắc bận làm, các bạn đâu có thời giờ mà dòm ngó những cái này, thì những cái này nó ảnh hưởng uy tín của cái tiệm ghê gớm lắm. Rồi như quý vị đã đọc cái chữ này thì quý vị, nếu là quý vị mọi người khách hàng mới, quý vị có thể là vô cái tiệm này hay không đó. Cái tiệm này cái gì nó cũng bad hết. Qua đây insider thì có một cái này thì tốt, super pay, yep, cũng không có tốt lắm, có 2 ngôi sao thôi, 2 ngôi sao, cái này là 1 ngôi sao đó. Nói chung cái program này nó lên hết trên cái mạng lưới nào nó lấy xuống, nó cho quý vị cái sự báo cáo, là cái khi quý vị sắp program reputation với Tommy rồi, Tommy sẽ cho cái program nó coi và nó báo cáo là quý vị phải cần, nó báo cáo là cái rating của quý vị hiện tại nó ra sao, ngày nào tháng nào, rồi phương cách để mà tìm cách là sửa chữa cái lỗi xấu của quý vị. Thì trong dấp thì nó nói là trong đây là có 2 cái review, ở Insider thì tốt rồi, mà Kuzu thì không có cái nào, không có cái nào thì cũng bad luôn. Còn dấp thì người ta có 2 ngôi sao thôi, program nó bảo là phải bỏ vô 5 cái review tốt nữa mới bỏ vô là 25 cái review tốt thì mới đạt được 5 ngôi sao. Còn mới trên sơ cầu thì cần một cái, mà Google Plus ấy thì cần 35 cái nữa thì nó mới mới cấp được là 5 ngôi sao. Thì ở đây là quý vị đã biết cái chương trình này rất là thực tế, để dòm ngó cho quý vị và thấy kia cái sự mà reputation của quý vị trên online. Liên lạc với Tommy là số điện thoại 213 293 5272. Chúng tôi sẽ nói thêm chi tiết về cái sự sửa chữa cái rating xấu của quý vị trên mạng lưới. Dạ, thân mến kính chào.